Thưa quý vị, hiện nay xơ gan là bệnh khiến số người mắc phải ngày càng gia tăng. Nó không những gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, mà xơ gan được coi là một bệnh trong tứ chứng nan y. Ngày nay với những tiến bộ của y học thì đã có những hướng mới mở ra cho các bệnh nhân xơ gan, đặc biệt là việc kiểm soát và phòng ngừa các biến chứng giúp cho ổn định lại chức năng gan hay làm chậm sự tiến triển của bệnh. Việc chẩn đoán sớm và tìm ra nguyên nhân để điều trị cũng rất quan trọng. Để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh ngày hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Công Kiểm, là bác sĩ chuyên khoa 2, hội viên Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ, trưởng khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin chào cô Minh Vy. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể giới thiệu cho các khán giả biết là định nghĩa của bệnh xơ gan là gì không ạ? Vâng, thì thưa quý vị, xơ gan là một tình trạng gan nó bị tổn thương sau một quá trình lâu dài, nó làm hư hoại tất cả các tế bào gan và nó được thay thế bởi cái mô xơ, mô sẹo. Và như vậy thì cái chức năng gan nó sẽ bị ảnh hưởng. Vâng. Và thường là nó là giai đoạn cuối cùng của tất cả các bệnh lý về gan. Vâng. Đó. Thì gan là một cái cơ quan lớn ở trong cơ thể mình. Thì quý vị thấy như vậy. Quý vị lấy cái bàn tay phải để lên trên cái vùng xương sườn của mình đó. Vâng. Thì đây là cái vùng ở gan, ở dưới này là À, gan. dạ. Thì gan là một cơ quan trong cái hệ thống tiêu hóa. Nó có nhiều chức năng lắm. Và ngoài ra nó có thêm một số chức năng quan trọng để điều hòa sự hoạt động của cơ thể. Vâng. Thì gan nó giống như là cái cửa khẩu hải quan. Khi mình ăn tất cả thức ăn vào trong cơ thể, Vâng. thì trước sau khi được tiêu hóa thì thức ăn muốn đi vào cơ thể phải qua gan trước tiên. À, vậy là gan có chức năng lọc hết tất cả những cái nguồn thức Vâng. ăn trước khi mà cung cấp vào trong cơ Vâng, thể. đúng ạ. Tức là khi mà thức ăn được tiêu hóa xong phải đi qua gan trước mới được vào máu. Vâng. Và như vậy thì những chất mà trong thức ăn của mình mà nó độc cho cơ thể thì gan sẽ giữ lại để thải ra ngoài theo đường mật Vâng. và đi ra ngoài. Những chất nào mà bổ cho cơ thể, tốt cho cơ thể mình thì gan tiếp tục cho đi qua. Vâng. Đó, vì vậy khi mà gan bị tổn thương thì quý vị biết rồi, chúng ta sẽ thấy là cơ thể sẽ bị nhiễm chất độc rất là dễ dàng. Vâng. Tôi nói thí dụ, ví dụ không có cái gan trong cơ thể, chỉ cần ăn một tô hủ tiếu thôi hoặc một ổ bánh mì thịt thôi, có thể sẽ hôn mê. Bởi vì trong thức ăn của mình, nó là thức ăn nhưng mà nó có những cái chất không có tốt cho cơ thể. Nhưng nhờ cái gan nó lọc, nó khử đi. Vì Vâng. vậy mình ăn vô mình không thấy thức ăn nó bị độc. Vâng. Đó. Những chất nào trong thức ăn mà khi qua gan không bị hủy đi thì chất đó nó sẽ gây độc cho cơ thể. Vâng. Đó. Thì cái sự độc của cái thức ăn nó chỉ là tương đối. Đó. Xơ gan là một tình trạng cuối cùng của hầu hết tất cả các bệnh gan mãn tính kéo dài. Vâng. Ví dụ như là viêm gan lâu ngày quá, có thể cuối cùng sẽ dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Đó. Vâng. Vậy là chúng ta thấy là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xơ gan. Vậy Vâng. thì với một cái người bình thường bên ngoài thì những cái dấu hiệu nào giúp chúng ta có thể nhận biết được là người đó đang bị mắc phải căn bệnh gọi là xơ gan thưa bác sĩ? Vâng. Thông thường thì bệnh nhân đến bệnh viện á, để chẩn đoán xơ gan là thường vào giai đoạn mà bắt đầu cuối rồi. Bắt đầu giai đoạn mà bắt đầu thấy người nó bắt đầu chán ăn mệt mỏi, ăn vô khó tiêu, bắt đầu bụng bắt đầu to lên Vâng. hoặc là chân phù Vâng. hoặc có thể thấy lòng trắng mắt nó vàng, vân vân. Đó thì bắt đầu lúc đó hoặc là đang uống rượu nhiều tự nhiên thấy sao dạo này cái tửu lượng nó giảm thì coi chừng là cái gan bắt đầu nó yếu rồi, bắt đầu là xơ gan. Đó thì thường cái triệu chứng của nó đến lúc mà nó rõ ràng thì thường là muộn. Vâng. Vậy rõ ràng là căn bệnh này rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ bởi vì nó tấn công vào cơ thể người một cách thầm lặng. Và khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu nhận biết hoặc là phát hiện ra được thì cái tình trạng nó đã rất là nghiêm trọng, rất là nặng nề rồi đúng không bác sĩ? Vậy thì ngoài cái nguyên nhân là do dùng rượu bia quá nhiều thường xuyên gây nên tình trạng xơ gan thì còn những nguyên nhân nào khác nữa không ạ? Vâng, thì cái gan nó là cái cửa khẩu, giống như cửa khẩu để nó lọc tất cả các chất độc trước khi cho vào cơ thể. Thì thí dụ rượu cũng là một cái chất độc. Đó. Rồi những cái hóa chất trong cái thực phẩm mình ăn nhiều khi mình không biết. Vì những cái thuốc men, dược phẩm có thể mình uống nhiều cái thuốc, cái một loại thuốc nào nhiều quá có thể cũng gây viêm gan. Rồi viêm gan siêu vi B cũng hay gặp, viêm Vâng. gan siêu vi C, rồi nhiều loại viêm gan khác, viêm gan tự miễn rồi nhiều loại khác nữa. Đó.
thì nó sẽ làm tổn thương gan lâu ngày, tái đi tái lại, cứ triền miên từ năm này sang năm khác. Vâng. Đến một lúc nào đó thì nó chuyển thành xơ gan. Vâng. Thì là thường là giai đoạn muộn rồi. Và tôi đang tò mò là không biết là với cái sự phát triển của y học hiện nay thì đối với căn bệnh xơ gan chúng ta có thể điều trị dứt hẳn được không thưa bác sĩ? Thì xơ gan là cái giai đoạn cuối cùng của tất cả các bệnh gan mãn tính. Vâng. Đó. Nó giống như là nó hư hoại quá nhiều rồi. Vâng. Đó. Thì bây giờ mình có điều trị thì chỉ là hạn chế để đừng cho nó tiến triển tiếp tục thôi. Chứ để cho nó trở về bình thường thì hầu như rất là khó, không được. Nếu mà nói điều trị khỏi thì khỏi được. Có phương pháp điều trị khỏi là ghép gan, thay gan mới. Đó, nhưng mà bây giờ thì hiện tại bây giờ thay gan mới thì đó là một cái phương pháp nói để nghe như vậy thôi. Chứ ở đâu mà có gan để cho, đúng không? Việt Nam mình thì cái tình trạng mà ngân hàng mô, rồi những cái tình trạng mà như vậy, quản lý nó chưa có được tốt. Mà thật ra bây giờ chỉ chờ là gì? Chỉ chờ là tế bào gốc, sinh sản vô tính, tất cả những phương pháp hiện đại mới có thể tạo ra được cái gan mới. Nhưng mà cái chuyện đó là xa vời lắm. Khoa học gọi là viễn tưởng. Trong tương lai có thể có, nhưng có thể 50 năm nữa. Bây giờ mình nói chuyện trước mắt. Trước mắt thì nếu quý vị mà uống bia nhiều, rượu nhiều cũng có thể bị. Nhưng mà nếu mà bảo là uống bia nhiều, rượu nhiều thì không uống cũng không được. Đúng không? Trong công việc nhiều khi cuộc sống phải uống. Vâng, đúng rồi. Đôi khi trong cuộc sống và đặc biệt là giới doanh nhân nhiều khi cũng có những cái mối quan hệ, những cái buổi tiệc gọi là tiệc xã giao chứ không phải là rượu chè. Và điều đó là nhấp một chén rượu hay một cốc bia là điều không thể tránh khỏi rồi. Thì những lúc đấy thì sẽ có những doanh nhân rất là ý thức về sức khỏe của mình, mặc dù uống nhưng mà rất là lo, rất là băn khoăn trong lòng, không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lá gan của mình, ảnh hưởng như thế nào đến hệ tiêu hóa của mình. Thì nói thì mình nói như vậy thôi, rượu cũng là một nguyên nhân gây ra viêm gan do rượu, lâu ngày nó sẽ gây xơ gan và ung thư gan. Nhưng mà không phải ai uống rượu cũng bị, và không phải uống, nó phải mức độ nào đó. Tôi nói ví dụ, quý vị uống một ngày một vài lon bia thì cũng không sao. Người ta đã nghiên cứu rồi thì khoảng, nếu uống một ngày khoảng chừng một xị rượu đế, rượu đế khoảng 40%, nồng độ khoảng 40%, một xị rượu đế thì uống khoảng 15 năm. Thì khoảng 30% có thể bị xơ gan. Chứ không phải ai uống rượu cũng bị xơ gan. Do đó cứ yên tâm ha. Tiệc tùng hay là công việc thì mình uống chút đỉnh được. Và nhiều khi uống một chút như vậy, những cái rượu tốt nó cũng có lợi cho sức khỏe. Ví dụ những cái rượu vang làm từ nho ha. Đó, đó thì những cái chất đó khi mình uống ít với cái liều lượng ít thì nó lợi cho tim mạch, vân vân. Nó có những cái của nó như vậy. Do đó cũng yên tâm. Khi nào người nào mà gọi là uống rượu nhiều quá, gọi là nghiện rượu, thì lúc đó mới sợ. Đó. Chứ chúng ta công việc hàng ngày, nhưng mà nhiều khi phải để ý những cái tình trạng mà béo phì hoặc là gan nhiễm mỡ. Thường uống bia uống rượu nhiều lâu ngày thấy cái bụng nó to lên. Nó to lên, có thể bị gan nhiễm mỡ. Thì gan nhiễm mỡ do rượu cũng là một trong những nguyên nhân lâu ngày nó có thể chuyển qua xơ gan. Vậy đó là cái tiền đề. Đó, vâng. Mình bây giờ được gọi đó là những cái bước tiền đề. Nếu như mà chúng ta không tầm soát kỹ, không theo dõi kỹ thì nó sẽ đến với cái chặng đường là xơ gan, đúng không bác sĩ? Và nhân buổi trò chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ với các khán giả những cái cách cụ thể trong cái chế độ ăn uống, chế độ nghỉ ngơi để chúng ta có thể phòng ngừa được căn bệnh xơ gan. Vâng, thì như quý vị cũng thấy là như vậy, ăn uống thì mình điều độ một chút. Thí dụ uống bia rượu thì bia loại tốt ha, bia rượu loại tốt, uống vừa phải, uống vừa phải thôi chứ đừng uống nhiều quá. Rồi đừng để nó tăng cân nhiều quá, gây gan nhiễm mỡ do rượu. Rồi mình có thể mình kiểm tra coi mình có nhiễm siêu vi B, siêu vi C không. Nếu có thì, tại vì như vậy, nhiều khi tình trạng nhiễm siêu vi B, siêu vi C đó, mình trong người mình có nhưng mà nó không có triệu chứng. Phải thử máu, xét nghiệm máu mới thấy. Vì vậy nhiều khi mình phải kiểm tra, nếu có thì mình đi điều trị viêm gan B, viêm gan C. Đó, rồi những cái mình giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, ăn uống điều độ như vậy. Rồi nói chung là điều độ. Điều độ như vậy thì tốt. Tập thể dục. Rồi phải đi khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra mỡ trong máu, thì những cái chất trong máu để nó tầm soát nó coi. Thì mình phát hiện sớm thì mình sẽ có thể ngăn ngừa lại. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng.
Thưa quý vị, phần trao đổi vừa rồi đã khép lại chuyên mục Bác sĩ và Doanh nhân. Ngay sau đây, Minh Vi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về một số môn thể thao có lợi cho sức khỏe.